365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 20 tháng 7. Lời Chúa trích thư gửi tín hữu Philippe, chương 3, câu 8 đến câu 9a. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Lời Thánh Y Nhã. Nếu ai đó không cảm thấy được thúc đẩy từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình vì Thiên Chúa, thì dẫu sao, người ấy hãy quy hướng mọi sự về Người. Những thứ ấy, dù có nhiều đến đâu, cũng sẽ luôn ít hơn một điều mà Đức Kitô gọi là cần thiết. Suy niệm. Không phải tất cả mọi người tín hữu Công giáo đều là tu sĩ, nhưng tất cả đều được mời gọi bước theo Đức Kitô như những người môn đệ. Chính vì thế, việc quy hướng mọi sự chúng ta có và chính con người chúng ta về Chúa là lời mời gọi dành cho mọi người. Quả thật, mọi người Kitô hữu đều là môn đệ của Chúa Kitô và vì thế đều được mời gọi từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày để theo Chúa Kitô như chính Chúa đã mời gọi. Tuy nhiên, việc từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình không ai giống ai. Nói đúng hơn, mỗi người có con đường riêng Chúa mời gọi. Có những người từ bỏ mình là từ bỏ gia đình, của cải và mọi sự để theo Chúa trong một dòng kiến, ngày đêm cầu nguyện. Có những người từ bỏ chính mình là bước vào một dòng tu để dấn thân phục vụ những người đau khổ bệnh tật. Những người khác từ bỏ chính mình là sống một cuộc sống gia đình với đầy tình yêu thương và làm chứng cho Chúa trong môi trường công việc của mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thể được gọi là môn đệ nếu họ biết quy hướng mọi sự về Chúa. Có người từ bỏ của cải, danh vọng và đôi khi cả mạng sống cho một lý tưởng nào đó, nhưng không phải là vì Chúa thì không được gọi là môn đệ Chúa. Chính ở điểm này mà Thánh Y Nhã dạy chúng ta, dù không phải là một tu sĩ, nghĩa là không từ bỏ mọi sự để theo nghĩa đen, để dấn thân theo Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng cần biết quy hướng của cải và mọi sự Chúa ban cho ta, cũng như chính con người ta về Chúa và để Chúa sử dụng, thì chúng ta mới thực sự là người môn đệ đang bước theo Thầy Giêsu. Như vậy, dù trong bậc sống nào, điều cốt lõi là chúng ta quy hướng về Chúa và dùng những gì Chúa ban trong bậc sống ấy để phục vụ Chúa. Hồn sống trong ngày. Thánh Phaolô quả quyết: chỉ việc biết Chúa mới là điều hệ trọng nhất của đời sống mình. Thánh Y Nhã chỉ ta cách sống trọn vẹn cho Chúa là dù trong bậc sống nào cũng được mời gọi quy hướng mọi sự về Chúa. Hôm nay, tôi quyết tâm dùng thời gian, tiền bạc, sức khỏe để phục vụ Chúa trong chính cảnh sống hiện tại của tôi.
đầy Chúa ơi, nguyện đến dâng hiến cho Ngài, xin dâng xác thân và dâng trót linh hồn con, trí nhớ trí yêu tự do cũng xin dâng Ngài. Từ nay xin Chúa thánh hóa đời con, dạy con biết sống quang đại, biết phụng sự Chúa không ngơi, và cho đi không tình quan, biết chiến đấu không ngại thương tình, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ, phần thưởng nào hơn là được, biết con đang thi hành ý Chúa. Chúa ơi, nguyện đến dâng hiến cho Ngài, xin dâng xác thân và dâng trót linh hồn con, trí nhớ trí hiểu tự do cũng xin dâng Ngài. Từ nay xin Chúa thánh hóa đời con, dạy con biết sống quang đại, biết phụng sự Chúa không ngơi, và cho đi không tình quan, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ, phần thưởng nào hơn là được, biết con đang thi hành ý Chúa. Dạy con biết sống quang đại, biết phụng sự Chúa không ngơi, và cho đi không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ, phần thường nào hơn là đường, biết con đang thi hành ý Chúa, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ, phần thường nào hơn là đường, biết con đang thi hành ý Chúa.